Ui con ruồi bay nhiều thế, lấy cái gì đại loại đi. Bà Nguyễn Thị Lệ cô bác ạ. Nguyễn Thị Lệ là gửi cho cháu là cái phần quà này thì Con cảm ơn bà đã gửi các đồ quần áo cho các con ạ. Con cảm ơn bà Lệ đã gửi quần áo cho con. Con chúc bà mạnh khỏe. trên này thì bị rột là nhiều quá các bác ơi. Này vừa mới bị rột vừa mới tạnh thôi đã mọc là cái bột trắng trắng lên rồi. Cái kia là cái gì đấy hả Đoàn? Hôm nay là ăn gì đây? Cái này là cái này là gọi là như là gọi là ốc đậu đấy. Còn thế là hôm nay là mấy anh em ăn cơm là một món ốc đậu này thôi à? Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô bác anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bà Lệ có gửi cho cháu Lực là một cái thùng quà. Hiện tại cháu Lực đang vác này cô bác này, đâu đó tầm độ là hơn 10 cân một chút. Đây có lẽ là quần áo sao cháu Lực cảm nhận được thế. Thời tiết hôm nay đi xuống thì rất là nắng các bác ạ. Vừa rồi thì đang từ trên đường cái xuống thì bắt gặp là em Trích. Bắt gặp là em Trích này các bác này. Trích thì mua dép rồi à? Trích bây giờ Trích chào con các bà nhá. Từ từ nhá. Đây chú đeo rồi. Cho anh cho tôi một cái mic đó. Rồi nào Trích chào nào. Con chào các ông các bà. Thế là Trích là vừa rồi đi đâu về đấy? Đi học về ạ. Thế không cặp sách đâu rồi? Ở lớp ạ. Cặp sách là để trên lớp à? Vâng ạ. Thế cặp sách buổi tối không lấy về à? Có ạ. Đây là buổi tối mới lấy về à? Vâng ạ. Hôm nọ mẹ là mua quần áo cho chưa? Rồi ạ. Rồi à? Thế cái quần đang cầm là quần dài à? Vâng ạ. Nhưng mà sao lại bỏ ra thế? Nóng ạ. Thế là một tí đi học là mặc vào à? Vâng ạ. Rồi thế thì bây giờ anh với Trích đi về đi. Hôm nọ mẹ mua cho cái quần này đúng không? Đúng ạ. Mẹ là đưa ba anh em đi đi chợ mua đồ hết rồi đúng không? Vâng ạ. Hôm nọ thì cũng có bác Thảo Đố là gửi cho ba mẹ con là 1 triệu để mẹ của các em là đi ra chợ mua quần áo đấy cô bác. Được mỗi người bao nhiêu bộ đấy? 1 bộ ạ. Mua áo mới có thích không? Có ạ. Thế đã mua giày chưa? Đã mua giày chưa hay là chỉ mua dép thôi? Chỉ mua dép thôi ạ. Các anh đi về trước rồi à? Vâng ạ. Buổi sáng đi học mẹ có ở nhà không? Có ạ. Nhà của Trích thì nằm dưới chân đồi bên này một xíu của bác ạ. Trước kia thì cháu Lực là hay đi qua là nhà cô gì làm ở bên thôn đấy các bác. Đi qua nhà cô đấy thì chó to quá, thì ra là cho được là tìm hiểu được trên này có một con đường nữa để đi xuống. Đi học có ô không? Có. Hả Trích? Không. Không có đâu à? Vâng. Sau Trích nói chuyện với người lớn là phải trả lời không ạ nhá. Vâng ạ. Thế mới ngoan. Năm nay thì lên lớp lớp mấy rồi nhỉ? Lớp 3. Lớp 3 đúng không? Vâng ạ. Chuẩn bị bước vào nhà thôi là nhìn thấy một cái rễ cây, một cái bụi tre mà bị đổ đi rất là nhiều. Sáng ơi. Các anh ở nhà đúng không? Nào, lấy mic cho anh à. Trích thì đã ăn cơm rồi đấy.
chưa nữa bác? Không biết là mẹ và các em mà đi đâu rồi cô bác. Ui, ở dưới sàn nhà này nuôi một con lợn mà trông bật quá. Anh em mà chuẩn bị đi học chưa? Nào Giang hộ hộ anh. Đấy. Nào hộ anh. Đấy. Mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi. Ui. Cửa này không mở được à? Được. Thử mở cửa xem, nghiêng hết rồi các bác ạ. Phải nhấc lên một tí mới mở được à? À. Nào bây giờ Giang chào các bạn nào. Giang xin chào tất cả các chú anh chị ạ. Nào, nào, bạn nào. Con xin chào tất cả các anh chị ạ. Rồi. Thế là hôm nay là ở nhà làm gì ấy? Hả? Nhà đi lấy xì cắt cỏ. À. Ôi, nóng quá từ trên kia xuống ấy. À, hôm qua này không mưa đấy à? Không phải cắm quạt đâu, cắm quạt tí nó đổ hết rồi. Ôi, bánh gì đây? Bánh chuối. À, là bánh chuối à? Ừ. Không, là ở nhà làm đấy à? Ừ. Nhà con ấy nó bao hết rồi. Cái này là xôi à? Vâng. Xôi này làm đi đâu đấy? Làm đi nhà cô. À, xôi làm đi nhà cô à? Ừ. Ui, con ruồi bay nhiều thế, lấy cái gì đậy lại đi. Đi đây là chuối, đậy lại nhiều đi, đây này. Nó bay nhiều quá. Có cái nắp gì không? Đấy, cái nắp đây đấy. Đấy. Ồ, cái vải này là hôm nọ là mẹ đem ra, đem bên đây rồi à? Nào, đây ba anh em, bây giờ ba anh em ngồi đây nhá. Đây là ba anh em là vẫn lên chưa lên trên này ngủ à? Thấy là vẫn còn là để chăn ở dưới kia. Đây để một tí nữa là. Đấy, anh cho Giang đeo một cái mic này. Đấy. Đấy, lấy kẹp vào áo ấy. Đấy. Đấy rồi. Mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi nhà cô. Mẹ đi nhà cô á? Vâng. Nhà cô à, làm gì? Làm cúng. À, làm cúng á? Vâng. Thế là mẹ là làm xôi là đi nhà cô à? Vâng. À, đấy là một cái phong tục của bác ạ. À. Không biết là làm về cái gì, nhưng mà khi mà nếu mà nhà như kiểu là anh em họ hàng ấy các bác là cần đến ấy, thì là làm những cái bó xôi hay là những cái gói bánh để mà đi. Hai anh em đi học về lâu chưa? Gần được một tiếng. Vừa được một tiếng á? Vâng. Thế ăn cơm xong hết rồi chú? Vâng. Thế là còn mỗi Trích là chưa ăn cơm rồi nhờ? Trích đi học về muộn hơn à? Vâng. À. Trường toàn đi chơi lang thang. À. Thế là Trích là lần sau là nghỉ học về là về hẳn đến nhà luôn nhá. Đấy, đừng có la cả dọc đường nhá. Vừa rồi thấy là bắt gặp là đang chơi với lại là một bạn. Thế như hai anh em đi học về thì về nhà thì mới ăn cơm thôi hay là còn phụ bố mẹ làm gì nữa không? Phụ mẹ làm gì không? Mới ăn cơm xong á. Thế chiều lại đi học à? Ừ. Trước kia thì khi mà còn bố đấy là ba anh em là ở trong trường, hầu như là ở trong trường của bác. Đấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì khi bố của các em là không còn ấy, các em cũng không có ở trong trường nữa và đi về nhà để mà ở lại hàng ngày, các em là đi lại lại một cái quãng đường cũng khá là xa các bác ạ. Buổi sáng thì ba anh em là dậy từ mấy giờ? 5 giờ. Từ 5 giờ à? Ừ. 5 giờ thường là buổi sáng thì ăn cơm là buổi ăn sáng ấy, các em ăn cái gì? Cơm. Ăn cơm á? Ừ. Ăn cơm với gì? Cơm không. Chỉ ăn nghêu cơm không? Ừ. Hôm qua thì mẹ đưa các em đi mua quần áo chưa? Yeah. Được rồi à? Ừ. Thế là đoàn được một bộ đúng không? Ừ. Rồi, có đẹp không? Có. Có à? Thế hôm nay là chưa mặc áo mới à? Chưa. À. Thế còn Giang thì được bộ áo chưa? Rồi ạ. Giang cũng được một bộ đúng không? Ừ. Trích là được một bộ đúng không? Ừ. Là chỉ mua được quần áo thôi đúng không? Ừ. Còn giày thì các em có chưa? Chưa. Giày thì chưa có à? Ừ. À. Thế thì để đợt tới thì anh đưa các em đi mua thêm là một số đồ nữa nhé. Vâng. Đấy. Thế là ba anh em là thấy là có mỗi Trích là mặc quần mới thôi à?
Trích thì nóng quá là bỏ ra rồi. Thế ba hôm nay hai anh em là không mặc quần áo mới đi học à? Có. Có. Đó. Hôm nay thì anh cũng nhận được là một cái phần quà nữa, là cái phần quà này là của bác là Thân Thị Lan gửi của bác ạ. Nhưng mà là được bà, để cháu được xem lại tin nhắn một chút của bác nhá, là được bà Nguyễn Thị Lệ là bà gửi là cái phần quà này cho tới là bốn mẹ con của bác ạ. Mẹ của các em thì không ở rồi, có mỗi là ba anh em ở nhà thôi. Đây cũng ra là ra là may mắn là gặp được ba anh em đấy cô bác, chứ không là mỗi người là đi học rồi. Một tí nữa thì các em lại đi học rồi nhờ. Rồi. Thế là mẹ là đi đến bao giờ thì mới về? Tối nay mẹ mới về á? Ui, thế là cũng đi lâu đấy nhờ. Không biết là trong này là cái gì đây, nhưng mà anh nghĩ là chắc là quần áo gửi cho là cả ba anh em, cả mẹ nữa. Bà Lệ, bà Nguyễn Thị Lệ của bác ạ. Nguyễn Thị Lệ là gửi cho cháu là cái phần quà này. Thì trước khi mà đi mở quà thì cháu được xin được phép là gửi một lời cảm ơn tới bà Lệ. Chúc bà cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, và gặp thêm nhiều điều may mắn trong thời gian tới. Thì rất là mong là sẽ được sự ủng hộ và theo dõi của bà thêm nữa khi mà đi vào những hoàn cảnh khác. Đấy, Trích là gửi một lời cảm ơn tới bà nhá. Con xin cảm ơn bà Lệ đã gửi quần áo cho con ạ. Rồi, cũng biết là quần áo à. Đấy, con chúc bà luôn sức khỏe nào. Đấy. Con chúc bà luôn sức khỏe ạ. Rồi, nào bây giờ thì Giang nhá. Em gửi một lời tới bà Lệ nhá. Đấy, nhìn vào kia. Đây. Con cảm ơn bà đã gửi các đồ quần áo cho các con ạ. Con luôn chúc bà Lệ khỏe mạnh ạ. Rồi, đấy, nào đến Đoàn nào. Đấy, cầm một cái này này. Hãy cầm một cái này rồi nói cho được. Đấy, xong rồi nhìn ra kia nhá. Con cảm ơn bà Lệ đã gửi quần áo cho con. Con chúc bà mạnh khỏe, thật là hạnh phúc. Đấy, rồi bây giờ thì đưa mic cho anh nào. Thì anh sẽ mở xem là trong đấy là gồm những cái gì nhá. Đấy. Nào bây giờ thì ba anh em kéo ra này. Đây. Đấy. Ghi ở ngoài là lực bà Lệ gửi cho cháu Giang. Đấy. Thì một cái túi quần áo cũng khá là to của bác ạ, và cũng được bà là dùng cái dây để mà buộc lại. Giang bỏ cái này đi, anh bỏ bên này. Đã bao giờ ai gửi quà cho các em chưa? Chưa. Thế lúc mà anh lên ghi hình thì mới có nhận được quà đúng không? Vâng. Lúc đấy là mới biết là mình nhận quà đúng không? Vâng. Đấy, các em thì là có một cái hoàn cảnh cũng phải nói là rất là đặc biệt ở trong thôn của bác. Một tí nữa thì khi mà mở quà xong thì cháu Lực sẽ nói thêm về cái hoàn cảnh mà các em đang gặp phải hiện tại bây giờ của bác ạ. Nếu như các bác theo dõi được là những cái video đầu thì các bác cũng đã biết sơ qua về cái hoàn cảnh của bốn mẹ con rồi. Thế là chiều là tiếp tục là mấy giờ đi học ấy? Một giờ. Một giờ là mới đi học đúng không? Vâng. Rồi, em là sẽ vốn những quần áo gì nào. Cái áo này thì không biết là Giang là có mặc được không này. Đấy, anh sẽ bỏ ra đây hết nhá. Người quần áo bà vừa mới giặt xong khá là thơm quá bác. Cái nào mà vừa em của em nhá, cái nào mà vừa các em thì cho các em nhá. Cái này thì có vẻ như là chắc là vừa Đoàn thôi nhỉ, cái này ấy. Đây. Đoàn thử thay luôn xem nào. Cho Đoàn thay luôn xem nào.
Đấy. Đàn ông con trai thì các bác thông cảm một chút cô bác nhé. Đấy, áo này thì áo dài tay mặc lúc những lúc mà đi học hay là đi làm nhá. Ừ. Xem áo này có vừa chích không. Áo này là áo của con gái này, có thể là chích mặc hay là mẹ mặc nhá. Đấy, áo này thì áo có hình con gì, áo này thì chắc là giàng thôi. Đấy, đoàn thì mặc xong nhìn khác hẳn các bác ạ. Đấy. Đấy, cháu được sẽ mở hết phần quà này xem là bên trong là sẽ gồm những cái đồ gì các bác nhá. Tí nữa thì các em lựa nhá. Cái này thì chắc là của đoàn này. Cái này là quần bò. Ui, quần bò này chắc là bò này bò chỉ có chích thôi nhỉ. Bò này. Đấy, anh sẽ để đây nhá. Xem ở đây có một số bộ nữa là vẫn còn là tem mác này các bác này, vẫn còn là khá là mới. Này thì chắc là của Giang đây này. Đây còn khá là nhiều quần áo này. Đấy, cái này thì cũng toàn là quần áo. Cái này thì quần áo của con gái thì một tí nữa xích xem nhá. Nhá, tí nữa xem cái nào mà vừa mẹ thì cho mẹ nhá. Đoàn với Giang thì có mũ chưa? Chưa. Chưa? Ừ. Thế thì cái này là đi mà. Sao nào? Bây giờ nào, cái này thì một tí nữa đoàn là đội đi học nhá. Rồi, cái này thì một tí Giang nhá. Đây, Giang là em đội đi học này. Một tí nữa chỉnh lại nhá. Tí nữa chỉnh lại là đẹp rồi. Còn cái này thì quần là thể dục này. Ui, cái này thì chỗ này toàn quần mới này. Đấy, quần này thì chắc là chỉ có Giang với lại đoàn thôi này. Đấy, hai anh em là chia nhau nhá. Đấy, quần thể dục mặc lúc mà đi tắm nhà. Đấy, còn là quần bò ấy nữa xem. Đấy. Áo này là áo siêu nhân, nhưng mà cái này là chắc là chỉ có vừa đoàn thôi, nhìn cái dáng người của đoàn nhá. Này là quần đi học này. Ui, cái này thì chỉ có đoàn thôi. Hầu như là đây là những toàn là bộ quần áo là của vừa là đoàn hết này. Chỗ này thì có một bộ nhá. Bộ này thì chắc là Giang rồi à? Ừ. Đây, bộ này thì Giang mặc được. Đấy. Đây. Có thích không? Mày thấy quần áo có thích không? Có. Có à. Các em thì là rất là ít quần áo cô bác ạ. Quần áo là cũng chỉ có là tầm độ 1 đến 2 bộ thôi. Đấy, còn bộ này là bộ của đoàn này. Đấy. Còn cái này cũng là bộ đấy. Quần áo bộ thì cái này là như nhau, anh cũng bỏ ra nhá. Ừ. Để đây. Trích thì của trích thì là ở trong này hết của cô bác này. Áo này là áo của con gái này. Xem là mẹ mặc được hay là trích mặc nhá. Là áo con hổ. Áo đâu? Con hổ đâu? Wow. Có quần này sao luôn đúng không? Ừ, có. À. Áo đây là áo. Cũng là áo nhỉ? Ừ, đây chắc là quần đấy. Quần đoàn nó mặc vừa. Giang thì hơi nhỏ nhỉ? Ừ, đây. Còn có một cái quần nữa. Quần đấy thì mặc đi học hay là mặc đi ấy? Ôi, quần này thì chắc là của Giang đây nhỉ? À. Quần này thì đối với Giang này chắc là vừa. Quần này thì đi học thì nó cũng hơi ấy nhỉ? Ừ. Này như ở thuộc dạng là đồng phục của bác ạ, thành ra là đấy. Đây cũng có một cái áo dài tay này, áo này thì mặc đi đi làm cũng được này, nó hơi to nhỉ. Đấy, đây là cái quần này. Đấy, có các em xem là có những bộ nào mà các em mặc được đi học thì các em mặc đi học nhá. Còn những cái bộ nào mà các em mặc đi làm thì các em mặc đi bạn làm nhá. Đây, nhớ là quần áo là áo nào mới thì mình bỏ ra một chỗ để mà mai mình tiếp tục là đem đi học. Còn áo nào cũ thì mình bỏ ra một chỗ để mà mình mặc đi làm nhá. Ừ. Đấy. Đấy, đây. Xem là bên trong là có cái gì không nhá cô bác nhá. Và hiện tại thì đã hết rồi cô bác ạ. Trong mình sẽ có nó. Không còn đâu. Tại vì là có một số bác thì là gửi quà về các bác hay kèm theo là cái phong bì để ở ngoài các bác. Thành ra là cháu Lực là phải mở hết. Còn cái này thì là các em đựng đồ để mà đồ để bao ba lô nhá, quần áo nhá. Ừ.
Còn là đâu nhỉ, xem trích nào. Tìm cho trích một bộ. Ôi, áo này thì có vừa trích chưa? Vừa rồi đúng không nhỉ? Áo này thì là hoa văn nó rất là đẹp này. Trích thì ở đây cũng có nhá. Của trích thì là nguyên túi này rồi nhá. Cái này thì có thể đi học được này Giang này. Đấy. Ủa, trích thì quần áo con gái thì có vài bộ thôi. À đây này. Đấy. Hơi to không trích? Hả? Em thử xem có to. Thử xem nào có to. Xem là có bộ nào mà vừa mình không. Các em thì nhận là cái quần áo thì rất là vui các bác ạ. Đấy, cái này thì là váy đây. Cái này thì nó vừa mình trích rồi. Mặc ở nhà. Đấy. Ở đây là còn thêm vài bộ nữa này. Này, cái này là cô đồ của trích nhá. Đấy thì vừa rồi thì cháu Lực cũng đá mở xong là cái phần quà của bà Lệ là tặng tới cho bốn mẹ con rồi. Hôm nay thì không có cô lại ở nhà, chỉ có là ba anh em là ở nhà là vừa mới đi học về thôi các bác. Vừa mới đi học về chuẩn bị ăn cơm là một tí chiều lại tiếp tục là đi học thêm nữa. Nhưng còn như vừa rồi thì là gửi những cái phần quà thì xem là bộ nào mà các em là mặc ở nhà thì mặc ở nhà nhá. Thôi. Còn một tí nữa cái bộ nào mà xem là mẹ mặc được thì là cho mẹ mặc nhá. Hầu như là đa số là mẹ là toàn mặc quần áo của dân tộc Nùng thôi nhỉ. Ít khi mà mặc quần áo của người đồng bào dân tộc Kinh lắm cô bác ạ. Và như hoàn cảnh của ba anh em ấy thì cũng khá là tội nghiệp cô bác. Thì bây giờ cháu được xé nói về hoàn cảnh của ba anh em một chút cô bác nhé. Đấy, cái nào là của mẹ là cho mẹ nhá. Còn đoàn đi nay nhận áo mới thì có vui không? Có vẻ đẹp không? Đó à. Đấy, ở đây thì có những bộ là sẽ là quần áo cũ nhá. Có những bộ thì là sẽ là quần áo mới. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là khi mà các bà, các cô, các chú gửi lên cho mình thì các cô, các bà đã đều là giặt sạch sẽ hết rồi. Đấy. Các ở đây là những tấm lòng của các bà thương thì các bà mới gửi cho thôi. Đấy, về như hoàn cảnh của ba anh em thì thưa cô bác ạ, cháu Lực xin được phép là nói qua một chút. Và hiện tại thì đoàn thì năm nay là lên lớp 6 rồi đúng không? Lớp 5 rồi đúng không? Còn Giang thì năm nay lên lớp mấy rồi? Lên lớp 7 à? Còn Trích thì học lớp 3 à? Đấy, lớp 3, lớp 5, lớp 7 một cái tương lai còn là ở trước mặt. Đấy, nhưng mà bây giờ nếu mà các em đã dừng cái việc học thì phải nói là rất là tội các em cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì các em bé thì thôi cô bác nhá, nhưng mà đã là gánh là cái khoản nợ là 30 triệu rồi cô bác. Đấy, trước là thời gian vừa qua đấy cô bác, độ tầm 1 tháng về trước thôi, bố của các em là không may là gặp nạn và đã qua đời, xong là đi vay mượn hàng xóm để mà về lo liệu cái phần ma chay cho bố. Thế sau khi mà lo xong thì đã để lại một cái khoản nợ mà khá là lớn rồi cô bác. Và ở đây thì mặc dù là mẹ của các em đi vay nhưng mà về nếu mà để mà giả nợ ấy, là sau này là các em là lớn lên rồi xong là đi làm thuê để mà giả thôi. Thế như Giang thì thật sự ra trong cái thời gian vừa rồi em mới học ấy cô bác, thì đôi lúc mà em cũng có nói với cháu Lực rằng là bây giờ làm anh ấy, làm anh thì các em đi học ấy, không có cái gì để mà mặc ấy, buổi sáng không có gì để ăn, rất là thương các em, muốn là nghỉ học để mà đi làm thuê về để mà phụ cho mẹ làm một cái phần nào đấy, hay là giả, hay là về đem tiền tiết kiệm về để mà giả nợ. Như mẹ thì ở trong làng thì có hay thường là đi làm những công việc gì ở ngoài không? Không. Không á? Ừ.
Thế là làm những công việc ở nhà thôi à? Ừ. Thế làm như thế thì làm sao mà có được tiền? Thế trước kia thì mẹ có cùng bố đi làm thuê bao giờ không? Không. Không á? Ừ. Thế chỉ có mỗi là bố là đi làm thôi à? Ừ. Đến bây giờ thì bố các em là được bao nhiêu năm thì các em mất được bao nhiêu tháng các em biết không? Không. Không biết à? Ừ. Các em thì quên khá là nhanh các bác. Chắc là đâu đó độ tầm được 2 tháng rồi. Ở trong nhà thì khi mà mưa thì phải nói là dột rất là nhiều. Ở cái video trước thì cháu Lực xuống chia sẻ đấy các bác. Các bác nhìn thấy là hầu như là tất cả toàn bộ những cái mặt sàn này các bác này, đang ngồi này, hầu như là không có chỗ nào để mà ngồi được. Tại vì là chỗ nào cũng toàn là dính mưa ấy các bác, nó bị dột xuống đấy. Thế bây giờ thì mấy anh em là xem là quần áo nào của ai của ai thì các em phân ra nhá. Ừ. Thế thì là buổi tối Đoàn là với lại anh trai là ngủ đây à? À. Đây bây giờ thì Giang với lại là Trích là ấy quần áo nhá. Ừ. Không, buổi tối là hai anh em là vẫn còn ngủ đây à? Ừ. Ở trên này chưa ngủ được à? Chưa. Trên này thì bị rột nhiều quá các bác ạ. Này vừa mới bị rột, vừa mới tạnh thôi đã mọc là cái bột trắng trắng lên rồi. Cái kia là cái gì đấy hả Đoàn? Trong ấy có gì không? Trong ấy có gì? Có quần áo cũ à? À, có quần áo cũ đúng không? Ừ. Rồi. Thế là các em là ở là cũng không có móc cả cô bác ạ. Có mỗi một cái chiếc móc ở đây thôi. Tất này là mua lâu chưa? Lúc trước thì thầy giáo các cô giáo phát tặng quà cho. À, lúc trước là cô giáo tặng quà cho đây mới có tất này à? Ừ. À. Đây là bao gì đây nhỉ? Ồ, ngô. Ngô nhưng mà bị móc hết rồi cô bác ạ. Đây. Hai anh em mùng hay thì phải nói là rất là tội cô bác, ngủ trên những cái tấm ván đi chặt cây về trẻ xong rồi làm ván thôi. Mà tối ngủ đây thì có bị muối cắn không? Có. Có. Thế cái màn này thì không muối muối vẫn vào được à? Vâng. À. Thùng nhiều lắm. À, thùng nhiều lắm á. Đây là mẹ nấu gì đây? Nào, Đoàn được mở ra xem nào. Hôm nay là ăn gì đây? Ồ. Oh. Cái này là cái này là gọi là như là gọi là ốc đậu đấy. Còn thế là hôm nay là mấy anh em ăn cơm là một món ốc đậu này thôi à? À. Thế còn ra nồi bên kia là nồi gì? Ồ, bên này là nồi nồi cơm. Đấy còn đó ở tầm là một bát thôi cô bác. Đấy, bây giờ thì cho Giang với lại là Trích là cất cái quần áo này đi cô bác. Về nhà thì cửa thì bị nghiêng so với lại là cái chiều thẳng đứng nghiêng rất là nhiều các bác. Có vẻ như là bị nghiêng sang bên phần mặt bên kia rất là nhiều. Đây. Về bên ngoài thì là cực kỳ là nắng các bác ạ hôm nay ấy. Chỗ này để mà làm mà phơi thóc phơi ngô đúng không? Rồi. Và những cái cột này thì cháu Lực nhìn thấy là bị móc này, bị mót này các bác này. Con mọt nó ăn ở đâu đó là gần ăn tàn phá rất là nghiêm trọng. Nhà thì có một con chó này thôi à? Vâng. Với phần sàn nhà thì ra bên kia là có một con lợn là nuôi giói các bác. Bên kia thì bẩn quá nên là cháu Lực cũng không khó. Tí mới quay vào đấy tí lại các bác nhìn thấy lại trông rất là ghê. Ôi đằng sau nhà này bị sạt lâu chưa? Lâu rồi á, chú thử đi, anh thử đi xem thế nào. Đoàn thì là một cái cậu bé mà rất là ngoan các bác ạ, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Đằng sau này thì hầu như là cũng khá là sắt của bác ạ. Hầu như là cái mái hiên kia là chạm cái phần đất tản ly trên kia luôn.
Bây giờ nếu mà ở phần tà ly kia mà trèo một cái là qua là đã đến nhà luôn rồi. Này là hôm nọ là bị sạt đi vào trong nhà này đúng không? Thời gian vừa rồi thì bị mưa nhiều quá các bác, thành ra là đâu đâu cũng bị sạt ra rất là nhiều. Ôi cái cột này bị móc hết rồi, cột này móc sắp bị đổ ở nơi rồi. Ở bếp này ở chỗ khu này có bóng điện vào không? À đây này, cái bóng điện này dùng được không? Có. Có á? Cái điện là dây điện là rất là nhỏ. Thế là dạo này là Đoàn ở nhà với lại các anh là đi lấy hạt chẩu này về à? Ôi nhiều đấy, xem nào. Ôi nhiều đấy. Này đi từ đâu nhặt về? Tìm xung quanh nhà đây à? Chỗ này ba anh em đi tìm hay là có cả mẹ nữa? Cả mẹ nữa là cũng đi tìm hạt chẩu này về đúng không? Bóc được tí nào chưa? À đây đây, chịu xem nào. Ồ, lấy về là còn phải bóc là vỏ để riêng nhỉ? Cái vỏ này là để riêng, còn cái hạt này là để riêng. Chỗ này được tầm nặng không xem nào. Ôi, được tầm độ 4 đến 5 cân. Cái này túi này thì đem đi bán hay là như nào? Đi vào túi. Đi vào túi thôi à? Thế là bây giờ là phải phơi khô à? À đây là quần áo của Giang đây à? Hôm qua đi mua đây à? Xem là ba anh em cất đồ xong chưa? Hai anh em ấy. Ôi, kiến bò đây nhiều thế này. Kiến bò hết vào nhà rồi. Cất xong chưa à? À, Giang là thay luôn một cái rồi à? Chích có thay luôn nào xem nào, chích xem nào. Chích ra đây xem nào. Chích ra đây cho anh xem nào. Chích ra đây xem nào, chích. Ra đây xem nào, ra đây. Chích thì có vẻ như là hơi ngại này. Đấy. Một tí nữa mặc xem nào. Bỏ cái áo đi ra xem nào. Đấy, một đỏ vừa thôi nhà. Đấy. Em thì có màu đỏ, anh có màu đỏ này. Đấy, nào bây giờ ba anh em ngồi xuống này. Đấy. Chích ra ngồi ra gần các anh một tí. Đấy, bây giờ thì các em cũng chuẩn bị là đi học rồi các bác ạ. Chắc là Trần Lực cũng xin được là chia sẻ về cái hoàn cảnh của ba anh em tới đây thôi các bác. Và rất là mong là sẽ được sự yêu quý và ủng hộ của các bác dành tặng tới cho ba anh em. Nếu như các bác theo dõi được những cái video của cháu Lực ấy, các bác cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để cho những cái thước phim mà cháu Lực ghi hình lên được lan tỏa ra nhiều hơn, và cũng như là lan tỏa trong nước cũng như là ngoài nước nữa, để cho kênh phát triển, để giúp đỡ được thêm là nhiều cái hoàn cảnh còn là đang khó khăn. Và rất là mong là sẽ được sự yêu quý của các bác nữa. Thế là bây giờ ba anh em là có đem cặp về nhà không? Chưa có cặp. Cặp là chưa có à? Ừ. Thế là đi học là làm như nào? Lấy cầm sách đi. Thế là lấy cầm đi thôi à? Ừ. Đồ dùng của các em đi học thì còn thiếu rất là nhiều. Ở trong trường thì được không được các thầy giáo phát cặp cho à? Thế là lấy cầm soạn bài xong là sáng đi học môn gì xong là để vào tay xong là cầm đi thôi à? Thế những cái hôm nào mà trời mưa thì để đâu? Để trong túi bóng xanh. Để trong túi bóng xanh là sách đi? Ừ. Rồi. Mình nghe các em kể thôi đã cảm thấy là đã hình tượng ra được cái quãng đường các em đi học của bác này. Còn cặp sách thì không có. Các bạn bè thì ai cũng có cặp sách, còn mỗi mình thôi. Anh có lẽ là cái video này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Đấy, nào bây giờ Giang nè, Đoàn nè. Chào tạm biệt các ông các bà nhé. Rồi.
con xin chào tất cả quý anh chị ạ. Rồi, nào. Vinh Giang xin kính chào tất cả các chị anh chị đã theo dõi hết video ạ. Rồi, nào. Con xin chào tạm biệt các ông các bà. Con xin chào tạm biệt các ông các bà. Rồi. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhé. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, đút vào nước uống hàng ngày. Đút vào nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút, thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này ông, uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ui, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại, và cháu Lực bán hộ là ông Sò, nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không ông? Thì có lời cho các bác các chị thì ra lúc này nếu mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi, các chị liên quan đến biến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị, các em các chị đừng nói rồi không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị các bác, xin cảm ơn. Thank you.